Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm tỉnh Hưng Yên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 6 công trình trọng điểm của tỉnh. Nhân ngày truyền thống công tác dân vận, phát huy công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng các dự án. Đoàn viên thanh niên huyện Kim Động tích cực phát triển kinh tế. Vai trò của cán bộ cơ sở trong việc thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu đã được nghe báo cáo tiến độ, đồng thời tập trung xem xét góp ý vào việc giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng 6 dự án trọng điểm của tỉnh, gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ và dự án đường Tân Phúc Võng Phan, đường DT386C. Tính đến ngày 11 tháng 10 năm 2022, công tác giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chậm so với yêu cầu của Ban chỉ đạo hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 8 năm 2022. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp số 5, khối lượng giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Ân Thi cơ bản hoàn thành, nhưng trên địa bàn huyện Kim Động chậm. Đến nay, mới thông báo thu hồi đất, đang lập phương án bồi thường hỗ trợ, chưa quyết định thu hồi đất, chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. Trong khi đó, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo dự án phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9 năm 2022. Về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước 30 tháng 12 năm 2022, hiện các địa phương đang tập trung thực hiện. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3, mặc dù đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đất hộ gia đình cá nhân được gần 125 ha, nhưng tiến độ chậm so với yêu cầu phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30 tháng 9 năm 2022. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30 tháng 9, nhưng đến nay chậm so với yêu cầu của Ban chỉ đạo. Dự án đường Tân Phúc – Võng Phan, đường DT386C dự kiến diện tích thu hồi khoảng gần 75 ha, hiện nay chưa triển khai cắm mốc tuyến đường. Lãnh đạo các địa phương và các sở ban ngành đã báo cáo làm rõ nguyên nhân dẫn đến tiến độ dự án chưa được như mong muốn, đồng thời thảo luận kiểm điểm tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh sau hơn một tháng mà Ban chỉ đạo tại thông báo số 03 ngày 8 tháng 8 năm 2022 yêu cầu các huyện, thị xã phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, ấn định cho từng dự án. Các đại biểu cũng đã nêu một số những khó khăn vướng mắc, những đề xuất cần có sự phối hợp của các sở ban ngành cùng tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh giao. Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các ngành địa phương cần quyết liệt vào cuộc, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, trong đó tăng cường vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của dự án, quy định của pháp luật trong việc triển khai dự án. Các sở ngành địa phương chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tiến độ triển khai, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp khẩn trương triển khai đền bù giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích. Một trong điểm đã là trọng điểm thì cả hệ thống chính trị của chúng ta phải vào cuộc rất quyết liệt. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức nào thì phải làm hết lòng, hết sức và có kết quả. Tôi nói thật, nhìn lại các kết luận của Ban chỉ đạo, từng dự án một việc rất cụ thể, thời hạn rất rõ ràng, nhưng mà công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ở dưới là chưa tốt. Cái thứ hai nữa là
phối hợp giữa các sở ngành với nhau, phối hợp giữa các địa phương với các sở ngành là chưa chặt chẽ, nhất là trong việc giải quyết những cái khó khăn, những cái vướng mắc, những ách tắc phát sinh trên thực tiễn. Thì cái này là chúng ta phải rút kinh nghiệm. Huyện chịu trách nhiệm chính về giải phóng mặt bằng, nhưng mà các đồng chí vướng đâu ấy, các đồng chí khó đâu ấy, thì các đồng chí phải thỉnh thị. Thế còn cái gì nó thuộc thẩm quyền, thuộc trách nhiệm của mình, dáng mà làm, dáng mà tháo gỡ thì mới được. Chứ không người thấy nó khó, thấy nó vướng là các đồng chí kệ, thế thì ai làm? Hệ thống này nó trở nên tốt đẹp hơn, có hiệu quả hơn khi mỗi cơ quan tổ chức trong hệ thống chúng ta làm tròn vai, hết trách nhiệm thì nhất định nó sẽ tốt. Trong 6 cái dự án thì tôi đã có ý kiến cụ thể anh Nam đưa vào cái thông báo kết luận. Thì bổ sung thêm một số những cái việc sau đây là cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân trong việc hỗ trợ cho việc triển khai các cái dự án trọng điểm này vì sự phát triển chung của cả tỉnh. Thì để làm được cái việc này thì không phải là riêng của địa phương đâu, nó bao gồm cả hệ thống chính trị, đấy, các cấp ủy, chính quyền, đúng rồi, đấy, nhưng kể cả các đoàn thể, mặt trận tổ quốc cũng cần phải tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Đấy, khâu đầu tiên và cũng là khâu khó nhất, đấy là giải phóng mặt bằng cho các dự án. Thì tôi đề nghị cái này là các huyện chúng ta phải dành thời gian tập trung lực lượng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn. Trong thời gian tới đây, các đồng chí chỉ còn 5 cái dự án khu công nghiệp, các đồng chí chỉ còn thời gian tùy theo các dự án, nhưng mà tối đa là đến 31 tháng 12. Nếu không thì tôi nói trước là tôi sẽ kiểm điểm về đánh giá cuối năm. Đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp số 3, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện Quái Châu, Ân Thi và Kim Động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc trong việc đền bù tài sản trên diện tích đất công ích, có phương án xử lý các bãi tập kết rác thải trong khu vực dự án các khu công nghiệp. Về dự án đường Tân Phúc – Võng Phan, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, nghiên cứu, lập phương án bố trí tái định cư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào cần tập trung nhân lực khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất cho nhà đầu tư để dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng sớm đi vào hoạt động. Sáng nay diễn ra hội nghị trực tuyến đối thoại thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị đối thoại là cơ hội để các tầng lớp phụ nữ chia sẻ và gửi gắm tới Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ những vấn đề phụ nữ quan tâm. Đồng thời, đây cũng là dịp để Thủ tướng động viên khích lệ phụ nữ nỗ lực và quyết tâm hiện thực hóa những mong ước của bản thân, khơi dậy tiềm năng sẵn có trong mỗi phụ nữ, mỗi người, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đại diện phụ nữ cả nước đã đối thoại với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành thành viên Chính phủ về 3 chủ đề chính: phụ nữ với phát triển kinh tế, phụ nữ và các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới, phụ nữ và thế hệ tương lai. Đại biểu tỉnh Hưng Yên đề nghị đưa chi phí khám sàng lọc một số bệnh ung thư liên quan đến phụ nữ vào danh mục chi trả của bảo hiểm y tế. Vấn đề đã được Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Y tế nghiên cứu để đưa vào luật bảo hiểm y tế sửa đổi trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng thưởng 10 phụ nữ tiêu biểu đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các đề án của Chính phủ. Tỉnh Hưng Yên vinh dự có 2 cá nhân xuất sắc được tặng thưởng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác dân vận, thời gian qua phong trào thi đua dân vận khéo ở Hưng Yên đã được triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả gắn với từng nhiệm vụ chính trị cụ thể. Từ đó tạo nên sức mạnh to lớn trong huy động sức dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần không nhỏ trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Phóng sự nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2022.
Năm 2022, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ có 32 dự án đầu tư cần tiến hành giải phóng mặt bằng với diện tích trên 50 ha. Trong đó, chỉ có 4 dự án nhà nước thu hồi đất, còn lại là các dự án chuyển nhượng tự thỏa thuận. Khó khăn đến từ nhiều phía như sự chênh lệch về giá đền bù, khối lượng công việc nhiều, tiến độ thực hiện gấp rút khiến cho công tác giải phóng mặt bằng của xã thời gian đầu gặp nhiều khó khăn. Song kết quả đến nay đã có nhiều chuyển biến với trên 60% diện tích đã được bàn giao mặt bằng. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động. Kiên trì và phải phát huy được cả hệ thống chính trị, đặc biệt là với cán bộ đảng viên là những người đi trước, làm trước và thực hiện trước, từ đó để cho người dân người ta làm theo. Văn Giang là huyện đầu tiên của tỉnh có 100% các xã về đích nông thôn mới nâng cao và 2 xã đã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống kinh tế xã hội của người dân ngày càng nâng cao, cơ sở hạ tầng hiện đại, các phong trào của vận động ngày càng đi vào chiều sâu. Kết quả này có được chính là từ sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong mỗi công việc, đánh dấu sự vào cuộc hiệu quả của các mô hình dân vận khéo tại địa phương. Đối với công tác dân vận khéo thì chúng tôi chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các chính sách xã hội và chỉ đạo các tổ dân vận của các thôn là trực tiếp là đến các hộ dân là tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia đầy đủ các hoạt động và các cuộc vận động và ủng hộ các loại quỹ. Dân vận khéo xuất hiện ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đó là những mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, là các câu lạc bộ trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, góp phần tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Hiện nay toàn tỉnh duy trì trên 1.500 mô hình, điển hình dân vận khéo, qua đó kịp thời phát hiện những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, gương người tốt, việc tốt để từ đó nhân rộng và lan tỏa ra cộng đồng và toàn xã hội. Trong thời gian vừa qua thì đối với ban dân vận huyện ủy cũng như khối dân vận các xã thị trấn cũng đã tham mưu cho cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, nhất là một số các mô hình điển hình dân vận khéo trong hệ thống chính trị, đặc biệt là mô hình tiếp công dân và đối thoại trực tiếp công dân, rồi là mô hình của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Với những hoạt động cụ thể và thiết thực từ phong trào thi đua dân vận khéo tại Hương Yên đã góp phần làm sáng lên tinh thần đoàn kết, phát huy cao nhất sức mạnh của tập thể để hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần của công tác dân vận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Những năm qua, phong trào đoàn viên thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ huyện Kim Động tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên thanh niên với khát vọng vươn lên làm giàu, sáng nghĩ, dám làm đã trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện. Phóng sự nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10. Không lựa chọn theo con đường đại học, năm 2016, khi mới 22 tuổi, anh Lê Văn Mích, xã Đồng Thanh, chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, đồng thời tích lũy kiến thức từ các phương tiện truyền thông, bắt đầu khởi nghiệp với cây cam. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, không khuất phục trước khó khăn, đến nay vườn cam của anh Mích rộng gần 4 mẫu, trong đó có 80% diện tích cam đường canh, còn lại là cam vinh. Với hơn 2.000 gốc cam được lấy giống từ Văn Giang, nhờ áp dụng các quy trình chặt chẽ, vườn cam của anh luôn cho sản lượng cao. Trung bình mỗi vụ, anh xuất bán trên 16 tấn cam các loại, trừ chi phí đem lại thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Chuyển đổi sang cam đường canh này tôi thấy hiệu quả rất cao, cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Tới đây mình tiếp tục mở rộng để nâng cao kinh tế gia đình của mình lên. Đồng chí Lê Văn Mích là một đoàn viên điển hình trong phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp tại địa phương và đã được tuyên dương ở các đại hội và các hội nghị của đoàn xã và huyện đoàn. Ngoài ra thì đồng chí Mích thì còn là một bí thư chi đoàn tiêu biểu, rất là năng động, nhiệt tình. Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào cây lúa. Năm 2013, anh Phạm Văn Cần, xã Phạm Ngũ Lão cùng gia đình mạnh dạn mua hơn 1.000 con vịt giống và 2 máy ấp trứng để phát triển kinh tế. Sau 9 năm phát triển với nhiều gian truân, thử thách, thế nhưng bằng sự cần cù, sáng tạo, hiện anh đang sở hữu mô hình chăn nuôi vịt với gần 3.000 con và 3 máy ấp trứng. Trung bình mỗi năm, gia đình anh xuất bán trên 40 vạn con vịt giống và trên 4 tấn thịt thương phẩm, mang lại thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Thời gian đầu khởi nghiệp tôi cũng gặp nhiều khó khăn mà đoàn xã hỗ trợ cho mình vay vốn, tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi con vịt trên khô. Bây giờ gia đình cũng khá hơn hồi xưa. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều mô hình tiêu biểu của các đoàn viên thanh niên huyện Kim Động tự lực phát triển, giúp bản thân vươn lên trong làm kinh tế.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có khoảng 100 mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên với mức thu trên 200 triệu đồng mỗi năm. Đây được coi là nỗ lực của các cấp bộ đoàn trong việc tập hợp và thu hút đoàn viên phát triển kinh tế trong bối cảnh nhiều thanh niên có xu hướng đi làm tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, huyện đoàn cũng đã thành lập câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp để hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên mới có ý tưởng lập nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 10, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ tổ chức giải tỏa 11 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đợt ra quân lần này, xã Đức Thắng xử lý hầu hết là các vi phạm từ năm 2015 đến năm 2021. Trong đó, có 2 trường hợp xây dựng nhà xưởng, kho phế liệu, 1 chuồng trại, còn lại là lều lán với tổng diện tích hơn 400m2 nằm tại thôn Lạc Dục. Các công trình giải tỏa đều được người dân tự nguyện tháo dỡ, đồng thời với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về máy móc, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 tới đây. Như vậy đến nay, xã vẫn còn 25 trường hợp vi phạm nữa chưa được giải tỏa, cụ thể còn 11 trường hợp vi phạm trước năm 2014, 9 trường hợp từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 3 năm 2016 và 6 trường hợp trước tháng 6 năm 2016 đến tháng 5 năm 2022. Xã yêu cầu các hộ ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đất đai và chống tái vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, quản lý đất đai là vấn đề khó và phức tạp của nhiều địa phương. Đất đai nếu không được quản lý tốt, rất dễ xảy ra vi phạm, lấn chiếm và phát sinh khiếu nại tố cáo làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi luôn quan tâm đến vai trò của cán bộ cơ sở, đặc biệt là trong việc quản lý đất đai trên địa bàn. Thôn 6 có trên 130 hectare diện tích canh tác, trong đó có khoảng 40% diện tích đã được chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Điều đặc biệt là suốt từ năm 2014 đến nay, chỉ có duy nhất một hộ gia đình vi phạm xây dựng lều lán trên đất nông nghiệp với diện tích khoảng 15m2. Để làm được điều này là do chi bộ thôn đã họp bàn, ban hành nghị quyết chuyên đề về xử lý vi phạm theo kế hoạch 93A. Sau đó, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí, chi ủy viên, đảng viên và phối hợp cùng với các chi hội, đoàn thể trong thôn để tuyên truyền vận động các gia đình có diện tích chuyển đổi. Cái gia đình tôi cũng có xây hơn 10m2, được ủy ban xã tuyên truyền, các đoàn thể ở cơ sở cũng tuyên truyền. Gia đình cũng nhận thấy mình làm chưa đúng, nên gia đình cũng chấp hành tốt cái giải tỏa công trình trên vi phạm trên đất 03. Chúng tôi sẽ hứa sẽ không vi phạm trong thời gian tới. Từ cái năm triển khai đến giờ, nói chung là cứ họp dân, chúng tôi vẫn phải tuyên truyền nhắc nhở cái sự là về vi phạm đất đai này. Các chi hội là phải đều tuyên truyền cái này và hội viên của các hội là không được vi phạm. Tại thôn 2 xã Hạ Lễ, từ năm 2014 đến nay có 8 hộ gia đình vi phạm xây dựng lều lán trên diện tích chuyển đổi, nhưng nhờ sự sâu sát và tích cực vào cuộc của cán bộ cơ sở thôn nên ngay khi phát hiện vi phạm và được tuyên truyền vận động, cả 8 trường hợp đều tự giác tháo dỡ một phần và tháo dỡ hoàn toàn để trả lại mặt bằng. Thì dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo của cấp ủy và chi bộ thì tuyên truyền các hộ thì đó bây giờ đã thấy rõ là xây trái mục đích trên đất hai lúa. Các hộ đến giờ phút này đã tháo dỡ được về phần mái. Thế còn trình tự thì từng bước một chúng tôi sẽ thuyết phục động viên các hộ chấp hành tốt chỉ thị 02 và kế hoạch 93. Việc xử lý vi phạm xây dựng nhà tạm, lều lán trái phép trên đất nông nghiệp là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với các địa phương. Nếu không kết hợp các biện pháp phù hợp thì có thể phát sinh mâu thuẫn, khiếu kiện trong dân. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của ban chi ủy, tinh thần tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, đến nay, xã Hạ Lễ đã xử lý dứt điểm 15 trên 15 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp từ năm 2014 đến nay. Và là địa phương duy nhất trên địa bàn huyện Ân Thi đã xử lý triệt để các vi phạm. Ủy ban xã chúng tôi rất là chặt chẽ về cái việc quản lý đất đai, giao cho từng thôn để quản lý cái cơ sở của thôn mình. Cấp ủy và các ban ngành đoàn thể của thôn đã đến hộ tuyên truyền vận động, người dân đã hiểu và tự giác tháo dỡ. Từ thực tế cho thấy, công tác quản lý đất đai phụ thuộc rất nhiều vào sự quyết liệt chủ động của đội ngũ cán bộ cơ sở. Nơi nào còn nể nang, buông lỏng thì nơi đó khó giải quyết dứt điểm những vi phạm về đất đai. Bởi vậy, phát huy vai trò của cán bộ cơ sở trong quản lý đất đai đã được xã Hạ Lễ áp dụng và mang lại hiệu quả. Sáng nay, chính quyền và nhân dân xã Thành Công, huyện Khoái Châu tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đền Hương Quất.
Đền Hương Quất thờ ngũ vị đại vương có công đánh giặc cứu nước thời vua Hùng. Đền có kiến trúc kiểu chữ tam gồm ba ngôi, tiền tế, trung tử và hậu cung. Nhiều cấu kiện chạm khắc hình rồng phượng hoa lá rất sinh động, mang phong cách nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn. Năm 1989, đền được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. 3 năm một lần, nhân dân địa phương tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công lao khai điền, lập đất của ngũ vị đại vương. Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian, trong đó đặc sắc nhất là nghi thức rước kiệu đi vòng quanh làng trong ngày chính hội. 10 cỗ kiệu cổ uy nghi có niên đại hàng trăm năm mà hiếm nơi nào còn lưu giữ được. Cùng với đông đảo nhân dân và du khách thập phương dự hội, tạo nên đoàn rước kéo dài và náo nhiệt, mang đậm tính cộng đồng. Lễ hội đền Hương Quất mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân làm ăn thịnh vượng, đồng thời gìn giữ nét văn hóa truyền thống của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn hay trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.